bảo vệ trộm xe của khách hàng ở Hà Nội. Thanh niên khoảng 30 tuổi làm bảo vệ tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt được 2 ngày. Lợi dụng sơ hở của việc trông xe, đối tượng đã lấy xe của khách và chạy đi luôn không quay lại. Chiếc xe của cô gái có giá trị khoảng 40 triệu đồng. Kết nối với cả cái công ty dịch vụ về bảo vệ và sau đấy thì người ta sẽ cung cấp cho em nhân lực để có người bảo vệ quán. Tính từ thời điểm trộm cắp xe thì anh ấy đã làm được tổng cộng là 2 ngày. Và thời điểm anh ấy trộm cắp là rơi vào tầm hơn giờ trưa một chút, là tầm 1 đến 2 giờ. Thì hành động của anh ấy là khách đưa chìa khóa và sau đấy thì anh ấy lên xe khách để đi gửi. Tại vì lúc đấy là quán em hiện tại là vị trí là mặt đường, vỉa hè, hết chỗ rồi. Thì em sẽ trung chuyển xe của khách sang một vị trí khác là ở hai sóng là Quyền. Thì việc đấy thường bảo vệ sẽ làm là sẽ di chuyển xe khách sang hai sóng là Quyền để. Lần này thì khác, anh ấy không về đấy và anh ấy cả xe cả người đi luôn. Sau đấy thì anh quản lý đã gọi vào số máy và rất tiếc là thuê bán. Vụ việc đã được trình báo tới công an phường Hàng Bạc và công ty bảo vệ.